10 xe hot được chờ đợi nhất Việt Nam trong năm 2023. 2023 hứa hẹn tiếp tục là một năm bùng nổ của thị trường ô tô Việt Nam. Nhiều mẫu xe hứa hẹn sẽ cầm bến thị trường, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến loạt xe điện của VinFast. Đứng ở vị trí thứ nhất chính là VinFast VF9. Dự kiến ngay trong tháng 1 năm 2023, VinFast VF9 sẽ được giới thiệu ra thị trường Việt Nam và bắt đầu bàn giao đến những tay khách hàng đầu tiên. Đây là chiếc SUV dành cho gia đình đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. VinFast VF9 đã được công bố các thông số về kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 5120, 2000, 1721mm, chiều dài trục cơ sở lên đến 3150mm. Xe được trang bị đèn pha LED Matrix tự động, cốp sau đóng mở điện. Xe có cụm đèn hậu được thiết kế nhận diện thương hiệu quen thuộc với logo VinFast nằm ở chính giữa cùng hai dải LED lan tỏa sang hai bên. Bộ mâm xe có kích thước lên đến 21 inch. Bên trong khoang cabin, xe sở hữu nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí ghế lái. Ghế lái có thông gió và sưởi, ghế VIP chỉnh điện 8 hướng có sưởi, vô lăng có sưởi, điều hòa tự động 3 vùng, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Màn hình giải trí kích thước 15,6 inch, hệ thống âm thanh 13 loa, đèn viền trang trí nội thất đa sắc màu, có hai cấu hình cho khách hàng lựa chọn gồm 7 chỗ ngồi và 6 chỗ ngồi hạng thương gia. Về khả năng vận hành, VinFast VF9 được trang bị hai động cơ điện cho công suất tối đa là 402 mã lực, mô men xoắn cực đại là 640 Nm. Xe sử dụng hệ thống dẫn động AVKD, thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,5 giây. VinFast VF9 nổi bật với rất nhiều các công nghệ hỗ trợ người lái an toàn ở cấp độ cao, có thể kể đến như hệ thống cảnh báo trình làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh, các hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, sau và điểm mù, phanh tự động khẩn cấp nâng cao, tự động giữ làn khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe phía trước, sau, giám sát xung quanh 360 độ với công nghệ hiển thị 2D và 3D. Xe có hai phiên bản gồm Eco và Plus đi kèm, giá bán lần lượt là 1,508 tỷ đồng, 1,638 tỷ đồng và thuê pin. Mẫu xe thứ hai được chờ đợi ra mắt tại trường Việt Nam trong năm 2023 là Toyota Vios. Vios chính là mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2022 vừa qua. Dự kiến mẫu xe này cũng sẽ có bản nâng cấp tại Việt Nam ngay trong đầu năm 2023. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam sẽ chưa nhận được phiên bản hoàn toàn mới đang được bán tại Indonesia và Thái Lan, mà sẽ chỉ là một phiên bản rất lạ mắt dành cho thị trường Việt Nam. Dựa vào những hình ảnh rò rỉ, Toyota Việt Nam đang chuẩn bị cho sự ra mắt của Vios nâng cấp dành riêng cho thị trường Việt Nam, dành riêng các bạn nhé. Toyota có đang coi thường khách hàng Việt Nam quá không khi phiên bản All New đã ra mắt tại các thị trường Đông Nam Á, nhưng ở Việt Nam vẫn sẽ được tạo ra một phiên bản nâng cấp được xem là cố vớt vát thế hệ cũ. Theo quan điểm cá nhân của mình thì bản nâng cấp này có thiết kế xấu tệ hại từ đầu cho đến bộ mâm được trang bị cho xe. Đuôi xe thì vẫn giữ nguyên như phiên bản hiện hành, nhiều khả năng nội thất cũng không có những cái nâng cấp đáng chú ý. Mẫu xe thứ 3 được chờ đợi trong năm 2023 chính là VinFast VF5 Plus. Theo dự kiến, VinFast VF5 Plus sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 4 năm 2023. Đây là mẫu xe được coi là xe điện quốc dân khi có giá bán hợp lý vô cùng. Nếu thuê pin, giá chỉ là 458 triệu đồng, trong khi mua đất pin cũng chỉ là 538 triệu đồng, chưa bao gồm các khuyến mại của hãng. VinFast VF5 Plus là mẫu xe đô thị thuộc phân khúc A SUV, thiết kế 5 chỗ ngồi với kích thước nhỉnh hơn một chút so với Fadil. Xe có chiều dài tổng thể là 3.965mm, rộng 1.720 và cao 1.580mm, chiều dài trục cơ sở mức 2.513mm. Trái tim của VinFast VF5 là motor điện mạnh 100kW tương đương 134,1 mã lực, mô men xoắn cực đại là 135Nm, phía dưới sàn xe là bộ pin lithium 37,23 kWh, cung cấp năng lượng đủ để cho xe vận hành trong quãng đường tối đa với một lần sạc là 300km với tiêu chuẩn NEDC. Mẫu xe thứ tư chính là Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp. Mặc dù chỉ là phiên bản nâng cấp nhưng Mazda CX-5 2023 vẫn nhận được nhiều sự chờ đợi của người tiêu dùng. Đây là mẫu xe đang khá hot tại Việt Nam khi trong năm 2022, Mazda CX-5 đã có doanh số đạt mức 12.700 xe. Mazda CX-5 2023 sẽ được nâng cấp nhẹ ở ngoại hình với cụm đèn pha mới, lưới tản nhiệt mới, cản trước và cản sau được thiết kế lại nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế Kodo. Cụm đèn hậu được tái thiết kế với các tấm ốp cùng màu thân xe. Ngoài ra, xe còn có các màu sơn mới bao gồm Zircon Sand Metallic và Polymetal Grey.
Hiện tại không rõ thị trường Việt Nam có nhận được nâng cấp động cơ 2.5 lít tăng áp mạnh mẽ hay không. Tuy ở các thị trường khác, Mazda CX-5 Turbo dùng động cơ Skytip 2.5 lít tăng áp, giá trị công suất tối đa là 253 PS và mô men xoắn cực đại là 434 Nm. Đây là khối động cơ khá mạnh mẽ và ấn tượng. Động cơ có tỷ số nén là 10-5-1 và công nghệ Dynamic Pressure Turbo DPT cho phép động cơ tạo ra công suất cực đại ngay từ vòng tua máy thấp nhất. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp Skytip và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mẫu xe thứ 5 chính là Toyota Innova 2023. Mẫu xe đang bị thất sủng tại thị trường Việt Nam sẽ có phiên bản hoàn toàn mới dự kiến ra mắt ngay trong năm 2023 này. Xe đã được ra mắt tại Indonesia vào cuối năm ngoái và bắt đầu cũng đã có những thông tin nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam. Toyota Innova 2023 hoàn toàn mới dự kiến sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong quý 3/2023. Xe sẽ được phân phối dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia với bản số tự động, còn bản số sàn sẽ vẫn lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, hiện Toyota Việt Nam vẫn chưa xác nhận những cái thông tin kể trên. Trong khi các phiên bản trước của mẫu MPV này được xây dựng dựa trên khung gầm rời IMV vốn được sử dụng bởi Hilux và Fortuner, Innova mới sẽ chuyển sang cấu trúc khung gầm liền khối dựa trên nền tảng Toyota TNGA. Toyota Innova 2023 sẽ sử dụng động cơ đặt ngang và dẫn động cầu trước. Theo Toyota, nền tảng mới cho phép giảm phần nhô ra của xe và kéo dài chiều dài trục cơ sở. Chiều dài trục cơ sở hiện tại của xe là 2850mm, tăng nhẹ so với kích thước 2750mm trước đây. Các kích thước khác bao gồm dài 4755mm, tăng 20mm, rộng 1850, tăng 20mm, trong khi chiều cao không đổi và vẫn ở mức 1795mm. Innova mới sẽ được trang bị hệ thống chuyển động hybrid mới bao gồm động cơ Dynamic Force M20A FXS 2.0 lít 4 xi lanh hút khí tự nhiên cho công suất 152 PS tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 187 Nm từ 4.400 đến 5.200 vòng trên phút. Động cơ này sẽ được hỗ trợ bởi một động cơ điện có công suất 113 PS và 205 Nm giúp nâng tổng công suất lên đến là 186 PS. Bên cạnh hệ chuyển động hybrid, Innova mới cũng sẽ được cung cấp động cơ M20A FKS 2.0 lít cho công suất tối đa là 174 PS tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 205 Nm từ 4.500 đến 4.900 vòng trên phút. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số CVT, ECVT cho hybrid. Xếp ở vị trí thứ 6 là VinFast VF6 và VinFast VF7. Cặp đôi xe điện VinFast VF6 và VF7 dự kiến cũng sẽ ra mắt khách hàng tại thị trường Việt Nam trong năm 2023. Đây là cặp đôi vừa làm mưa làm gió tại các triển lãm ở châu Âu và Mỹ. VF6 và VF7 mang phong cách cá tính, tinh tế do nhà thiết kế xe nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast. Cả hai mẫu xe đều có phiên bản Eco và Plus. VinFast VF6 Eco có quãng đường di chuyển tối đa trong một lần sạc đầy mục tiêu là 400 km theo tiêu chuẩn WLTP, công suất tối đa là 174 mã lực kết hợp với mô men xoắn cực đại 250 Nm. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa cho một lần sạc đầy mục tiêu là 381 km, công suất tối đa là 201 mã lực với mô men xoắn cực đại là 310 Nm. Các tiện ích và ứng dụng giải trí thông minh trong xe sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng kích thước 12,9 inch đặt tại vị trí trung tâm. VinFast VF7 Eco có quãng đường di chuyển tối đa trong một lần sạc mục tiêu là 450 km theo tiêu chuẩn WLTP, công suất tối đa là 174 mã lực, mô men xoắn cực đại 310 Nm, màn hình cảm ứng 12,9 inch. Phiên bản Plus có quãng đường di chuyển tối đa mục tiêu là 431 km, công suất tối đa là 348 mã lực, mô men xoắn cực đại là 500 Nm, màn hình cảm ứng kích thước 15 inch. Đặc biệt bên cạnh kích thước tối ưu, VF7 Plus còn sở hữu hệ dẫn động AVKD giúp tăng khả năng di chuyển linh hoạt và cảm giác cầm lái chắc chắn cho người sử dụng. Về công nghệ, VF6 và VF7 đều sẽ được trang bị những tính năng cao cấp trong gói ADAS cấp độ 2 cho tất cả các phiên bản Eco và Plus cùng với tính năng hiện đại như trợ lý ảo, ứng dụng di động, CF đem đến trải nghiệm đầy hứng khởi trên mọi hành trình. Ở vị trí thứ 7 là Mercedes GLC All-New ra mắt thị trường toàn cầu vào giữa năm 2022. Mercedes-Benz GLC 2023 dự kiến sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào quý 2 năm nay với phiên bản nhập khẩu. Nhiều khả năng sẽ là GLC 300 4MATIC. Đến quý 3, phiên bản lắp ráp trong nước sẽ có mặt tại đại lý với đầy đủ các phiên bản hơn. Mercedes-Benz GLC 2023 có chiều dài tổng thể nhỉnh hơn 60,9 mm, đạt 4.716 mm trong khi thấp hơn 4 mm, còn chiều dài cơ sở lớn hơn 15 mm, đạt 2.888 mm.
Chiều rộng vẫn giữ nguyên ở mức 1890mm với việc gia tăng chiều dài của xe giúp cho GLC mới có dung tích khoang hành lý tăng thêm 70,7 lít lên mức 620 lít. Tuy nhiên, những nâng cấp đáng chú ý nhất lại tập trung ở bên trong khoang nội thất. Hệ thống thông tin giải trí với màn hình cỡ lớn 11,9 inch kiểu máy tính bảng kết hợp với một màn hình cỡ lớn khác 12,3 inch thay thế cho cụm đồng hồ kỹ thuật số. Cả hai màn hình này đều là trang bị tiêu chuẩn trên GLC 2023 và được đánh giá là một bước cải tiến rất lớn so với phiên bản tiền nhiệm. GLC 2023 phiên bản cơ sở sẽ được trang bị động cơ tiêu chuẩn đi kèm với dẫn động cầu sau, động cơ loại 2.0 lít 4 xi lanh và hệ dẫn động Mild Hybrid 48V. Hệ thống chuyển động này cho công suất 258 mã lực và mô men xoắn cực đại là 399 Nm. Trong khi đó, phiên bản GLC 300 4MATIC mới được bổ sung hệ dẫn động AVKD, cả hai mẫu xe đều được trang bị hộp số tự động 9 cấp, khả năng tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong 6,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 209 km/h. Vị trí thứ 8 là BMW 3 Series 2023, phiên bản nâng cấp của BMW 3 Series được gọi tắt là LCI, đã có mặt tại Thái Lan hay là Singapore, hứa hẹn sẽ đến Việt Nam vào năm 2023. Nhiều người đang mong đợi một phiên bản lắp ráp của BMW 3 Series LCI với giá bán hấp dẫn nhằm cạnh tranh song phẳng với Mercedes-Benz C-Class. BMW 3 Series LCI sở hữu cụm đèn pha Adaptive LED thanh mảnh hơn và giải LED ban ngày được sắp xếp theo hình chữ L ngược. Bên trong khoang cabin xe được trang bị cụm đồng hồ đo 12,3 inch phía sau vô lăng và màn hình trung tâm 14,9 inch được kết hợp với nhau thành một màn hình cong BMW Silver Display. Ngoài ra, phần mềm của màn hình đã được nâng cấp lên hệ điều hành BMW 8 chấm trên phiên bản 330e và M340i có hệ thống âm thanh vòm BMW Connected Drive và Harman Kardon. Ở vị trí thứ 9 là Lexus RX All-New. Theo dự kiến thì Lexus RX 2023 sẽ được giới thiệu tại trường Việt Nam vào tháng 2 năm nay với đa dạng các phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Giá bán tăng cao nhất là hơn 500 triệu đồng và bản đắt nhất có giá bán là hơn 5 tỷ đồng với phiên bản RX 500 HF Sport. Kiến trúc mới khiến RX 2023 dài hơn và rộng hơn so với bản tiền nhiệm. Xe có chiều dài tổng thể 4890mm, rộng 1920, cao 1695mm, tức là rộng hơn 25mm nhưng chiều cao lại thấp hơn 10mm, trong khi vẫn giữ nguyên chiều dài như phiên bản tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở của RX 2023 đạt 2850, tăng 60mm so với bản cũ. Giống với RX 600, RX mới cũng sẽ có lưới tản nhiệt hình con suốt trông táo bạo hơn khi không có khung bao quanh như đời cũ và hoàn chỉnh hơn với những điểm nhấn trang trí đẹp mắt. La răng hợp kim có kích thước lên đến 21 inch, RX hoàn toàn mới cũng được trang bị cụm đèn pha full LED kiểu dáng mới, đèn hậu LED bắt mắt nối liền với nhau như trên những mẫu SUV và crossover của hãng. Về các trang bị nội thất, RX sở hữu rất nhiều trang bị ấn tượng bao gồm nội thất bọc da hoàn toàn, vô lăng điều chỉnh điện, ghế trước chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí, màn hình quan sát toàn cảnh 360 độ, bộ sạc không dây, hỗ trợ đỗ xe tự động tiên tiến và màn hình HUD màu. Xe còn được trang bị màn hình thông tin giải trí kích thước lên đến 14 inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây, kết nối Bluetooth, điều hướng và cổng USB-A, USB-C. Tùy thuộc vào biến thể, người dùng có thể lựa chọn giữa hệ thống âm thanh Panasonic 12 loa hoặc hệ thống âm thanh vòm Mark Levinson 21 loa. Ở vị trí thứ 10 là Honda BRV 2023. Đây là mẫu xe rất được chờ đợi của thương hiệu Honda khi nằm trong phân khúc rất nhiều các đối thủ đáng gờm. Honda BRV 2023 sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay là Suzuki XL7 nếu mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Theo hải quan thì đã có ít nhất 2 chiếc Honda BRV 2023 được nhập về Việt Nam và làm thủ tục để nghiên cứu. Honda BRV 2023 có các số đo dài rộng cao lần lượt là 4490, 1780, 1685mm, chiều dài trục cơ sở mức 2695mm. Honda BRV mới sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 1.5 lít 4 xi lanh sản sinh công suất tối đa là 121 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 145 Nm tại 4.300 vòng trên phút. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp CVT. Nội thất được trang bị ở mức vừa phải, bản cơ sở có màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch, ghế ngồi bọc da hai tông màu đen xám mocha, điều hòa tự động với cửa gió trần phía sau. Khởi động động cơ từ xa, màn hình cảm ứng display audio 7 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay cắm dây, vô lăng bọc da đa chức năng và dàn âm thanh 4 loa. Bản cao cấp hơn thì sẽ có lẫy chuyển số phía sau vô lăng, này, ghế ngồi bọc da màu đen, này, 6 loa cũng như các tính năng tiện ích được bổ sung, bao gồm gương trang điểm được chiếu sáng, này,
nhiều cắm hơn và tối đựng đồ ở lưng ghế trước. Đặc biệt Honda BRV còn được trang bị tiêu chuẩn gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiên tiến. Đây là trang bị sẽ tạo nên sự khác biệt so với những cái mẫu xe khác trong cùng phân khúc. Trên đây là 10 mẫu xe đáng chú ý có thể ra mắt tại thị trường Việt Nam vào năm 2023. Tất nhiên sẽ còn những cái mẫu xe khác bất ngờ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, hôm nay thì mình sẽ điểm danh cho các bạn 10 mẫu xe đáng chú ý mà mình dự kiến sẽ được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong năm 2023.